liên quan đến vụ việc một người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà người yêu mà chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong chương trình ngày hôm qua. Theo như tin mới nhất từ công an của tỉnh Bình Phước, Vũ Văn Như, 41 tuổi, ngụ tại xã Tân Quang, huyện Hớn Quảng, đã chết tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ. Như chính là nghi phạm sát hại chị Điểu Thị Hắc, tên đã được chúng tôi đọc tắt, 31 tuổi, người yêu của Như vào ngày 13 tháng 7. Theo điều tra ban đầu giữa Như và chị Hát có quan hệ tình cảm, thì cho gần đây thì chị Hát thường về nhà Như tại ấp sóc Trụ 1 xã Tân Quang sống cùng với anh ta. Ráng sáng ngày 13 tháng 7, giữa Như và chị Hát xảy ra mâu thuẫn, cãi giả. Trong lúc mâu thuẫn, Như dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu chị Hát, khiến nạn nhân gục chết trước sân nhà. Sau khi gây án, Như lấy ô tô rời khỏi nhà, uống một chai thuốc diệt cỏ loại cỏ cháy. Đến 9 giờ sáng 13 tháng 7, Như lấy xe quay lại nơi gây án thì bị công an bắt giữ phát hiện như uống thuốc tự tử lực lượng chức năng lập tức đưa nghi phạm này vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên đến sáng nay thì như tử vong